ở cái khu vực miếu này này, nó là một cả một cái gò đống rất là lớn, lập theo hướng tây nam, tức là tọa xỉu hướng mùi. Thì về vị trí phía nam thì có cái hồ nước, gọi là cái giếng, cái hồ ruộng thấp. Thì trước cái ruộng thấp đấy đó là cái giếng làng, và trách về vị trí phía nam chính là cái vị trí đình lúc nãy. Và cái phần gò đống này là cái miếu này được đặt lên trên một cái gò kim tinh, hình tròn. Và trước đây thì cái cây cổ thụ là theo lời kể là rất là to, và bây giờ hiện tại thì đang có một cái cây như cái cây xanh xanh đằng sau như xà cừ, đúng không ạ? Nó xà cừ rất là lớn đằng sau. Thì cái phần miếu này thì được lập tọa xỉu hướng mùi nên là cực kỳ linh thiêng, do lấy được khí của cái phần giếng làng. Cái giếng làng này so với cả cái đình thì nó lại là phương vị quý nhân, mà lại là cái đình, cái miếu này lại so với cái đình thì lại lấy cái đình làm quý nhân tinh, nó nằm trong vị trí tam cát lục tú. Cho nên hai cái này nó là một quần thể liên hoàn và nó bổ trợ cho nhau rất là nhiều trong phong thủy.